King Coffee tự hào khai trương cửa hàng mới tại Bệnh viện Hoàng Mỹ ITO Đồng Nai. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của King Coffee trong lĩnh vực cà phê, mà còn thể hiện sứ mệnh mang đến những trải nghiệm cà phê chất lượng phục vụ tận tình mỗi khách hàng. Tọa lạc tại trung tâm sầm uất của thành phố Biên Hòa, cửa hàng mới của King Coffee được thiết kế với phong cách hiện đại, toát lên sự tinh tế được đan xen giữa truyền thống và sáng tạo. Từ đó, King Coffee mang đến cho khách hàng trải nghiệm lý tưởng cho các cuộc trò chuyện thân mật, ấm cúng hay đơn giản là những khoảnh khắc tận hưởng hương vị cà phê chất lượng. Với niềm đam mê bất tận dành cho cà phê, King Coffee đã không ngừng hoàn thiện để mang đến đa dạng các dòng sản phẩm đặc trưng nhất. Từ cà phê phin, espresso, latte đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa hạt cà phê nguyên bản và kỹ thuật rang xay tinh tế, đảm bảo chất lượng và hương vị đậm đà của cà phê Việt. Hãy đến King Coffee, nơi mang đến cho bạn không chỉ là một tách cà phê thơm ngon, mà còn là niềm vui và sự ấm áp trong từng khoảnh khắc.